Xin chào tất cả mọi người, đây là màn hình tương tác IP52, một trong những mẫu màn hình mới nhất của hãng Visionix. Và trong series IP52 thì sẽ có các kích thước như là 65 inch, 75 inch, 86 inch. Và ở đây thì mình có một chiếc màn hình IP7552 tương ứng với kích thước là 75 inch. Và mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu những tính năng cũng như là cách sử dụng màn hình này trong video lần này nhé. Màn hình tương tác IP52 được tích hợp sẵn hệ điều hành Android và đây là giao diện chính của màn hình. Chúng ta có thể chạm vào đây để mở danh sách ứng dụng. Và màn hình được cài đặt sẵn một số ứng dụng giúp chúng ta có thể dạy học và làm việc được ngay. Ví dụ như là trình duyệt web, trình quản lý file để quản lý các tập tin trong bộ nhớ màn hình, cũng như là USB hoặc là ổ cứng gắn ngoài. Bạn hoàn toàn có thể mở các dạng file video, hình ảnh, file office và file tài liệu trực tiếp trên màn hình này, vì màn hình được cài đặt sẵn một phần mềm giúp để mở các cái định dạng file này. Và màn hình cũng có các cái phần mềm trong hệ sinh thái Mavibor của Visionix như là Mavibor Whiteboard. Đây là một phần mềm bảng trắng kỹ thuật số giúp cho chúng ta soạn giáo án, trình bày ý tưởng cũng như là thảo luận nhóm với rất là nhiều công cụ, và mình sẽ nói trong một video khác. Phần mềm Mavibor Live giúp chúng ta livestream bài giảng của mình trên các trang mạng xã hội. Phần mềm Mavibor Display giúp chúng ta chia sẻ màn hình máy tính của mình lên màn hình tương tác ở bất kỳ đâu thông qua mạng Internet. Phần mềm Mavibor Manager giúp chúng ta quản lý các cái màn hình tương tác trong cùng một hệ thống. Và phần mềm Mavibor Record giúp chúng ta quay lại bài giảng của mình, có cả tiếng của bài giảng lẫn tiếng của giáo viên, bởi vì trên màn hình tương tác IP52 được trang bị 8 mic định hướng. Và phần mềm VCAD giúp chúng ta kết nối và tương tác 2 chiều cùng lúc nhiều thiết bị lên màn hình tương tác IP52. Và nếu như bạn thường xuyên sử dụng ứng dụng nào thì chúng ta có thể ấn giữ và kéo lên mục truy cập nhanh. Bên cạnh đó thì vì màn hình sử dụng hệ điều hành Android cho nên chúng ta cũng có thể cài đặt thêm các cái phần mềm tương thích với hệ điều hành này. Và chúng ta có thể vào mục User Guide để xem lại các cái hướng dẫn cơ bản trên màn hình chính. Để duyệt web cũng như là sử dụng đầy đủ các tính năng của màn hình thì chúng ta cần phải kết nối mạng cho màn hình. Màn hình hỗ trợ cả kết nối có dây và không dây, tương ứng với icon Ethernet là kết nối có dây và Wi-Fi là kết nối không dây. Và để kết nối có dây thì chúng ta sẽ vào biểu tượng Ethernet và chọn DHCP để màn hình tự nhận IP và kết nối được với Internet. Và để kết nối Wi-Fi thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Wi-Fi và bật lên và kết nối vào Wi-Fi của chúng ta. Màn hình tương tác IP52 có các công nghệ bảo vệ mắt như lọc ánh sáng xanh, chống chói và chống nhấp nháy màn hình. Ngoài ra thì màn hình cũng có thể tự điều chỉnh độ sáng theo ánh sáng của môi trường xung quanh. Chúng ta có thể thay đổi các cái thiết lập này bằng cách ấn giữ vào màn hình chính. Và ở đây thì chúng ta có thể bật tắt Eye Care chế độ bảo vệ mắt. Và chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng thủ công hoặc là chọn Auto để màn hình tự động điều chỉnh độ sáng. Bạn còn có thể thay đổi độ sáng trên màn hình bằng cách ấn vào phím tăng giảm độ sáng trên remote. Và ở mặt trước màn hình, ngoài phím Home, phím Back và hai phím tăng giảm âm lượng, màn hình tương tác IP52 còn có hai phím chức năng rất hữu ích, đó là khóa cảm ứng và đóng băng màn hình. Đôi khi trong lúc thuyết trình hoặc là dạy học, chúng ta muốn chạm tay lên màn hình để trình bày ý tưởng nhưng nó lại nhận nhầm thành chuyển nhầm trang. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tạm thời khóa đi cảm ứng của màn hình bằng cách ấn vào phím khóa cảm ứng. Từ đó chúng ta có thể thoải mái chạm tay lên màn hình mà không lo chuyển nhầm trang. Trong trường hợp bạn đang sử dụng máy tính cá nhân để thuyết trình, chúng ta muốn mở một cái file nhưng không muốn làm lộ các thông tin khác cũng như là các cái file khác, thì chúng ta có thể sử dụng nút đóng băng màn hình ở trên mặt trước. Và lúc này thì chúng ta có thể thoải mái thao tác trên máy tính mà không làm lộ thông tin cũng như là không làm cho những người xung quanh đang theo dõi màn hình chính mất tập trung. Và sau khi mà chúng ta set up xong thì chúng ta có thể bấm nút đóng băng màn hình một lần nữa để màn hình hiển thị những gì mà chúng ta đã chuẩn bị. Và ngoài ra thì khi mà đóng băng màn hình á, chúng ta cũng có thể phóng to cái hình ảnh đang trình chiếu. Thêm một tính năng nữa của màn hình tương tác Visionix giúp cho bạn thuyết trình và dạy học trở nên thú vị và thu hút hơn, đó là hai thanh công cụ nổi ở hai bên cạnh màn hình. Thì hai thanh công cụ này sẽ luôn xuất hiện ở đây cho dù bạn đang ở bất cứ nguồn phát nào hay là bất cứ ứng dụng nào. Và trong hai thanh công cụ này thì có một số tính năng, và nổi bật trong số đó là tính năng bút ghi chú. Thì với tính năng bút ghi chú, chúng ta có thể ghi chú ở mọi nền và chúng ta có thể lưu lại cái ghi chú này ở trong bộ nhớ máy hoặc là Cloud Drive trên Mavibor. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có một số tính năng khác, ví dụ như là đóng băng màn hình thì chúng ta có thể phóng to hình ảnh trình chiếu. Tính năng đèn Spotlight, chúng ta có thể tập trung sự chú ý vào một khu vực và chúng ta có thể điều chỉnh kích thước cũng như là độ đậm nhạt của các vùng xung quanh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có là đồng hồ bấm giờ và đồng hồ đếm ngược. Và tính năng cuối cùng sẽ là chụp ảnh toàn màn hình. Ngoài hệ điều hành Android có sẵn, chúng ta cũng thể tùy chọn thêm một mini PC chạy hệ điều hành Windows được gắn vào khe OBS bên hông màn hình và tích hợp nó vào màn hình. Lúc này thì màn hình sẽ chạy song song hai hệ điều hành là Android và Windows. Chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa hai hệ điều hành này bằng phím tắt trực quan ở trên màn hình. Và khi chuyển qua slot in PC, bạn có thể cài đặt các phần mềm trên hệ điều hành Windows.
và các thao tác chuột cũng như là bàn phím. Giờ đây chúng ta có thể cảm ứng bằng thao tác chạm trên màn hình. Và điều này sẽ giúp cho việc dạy học trở nên thu hút hơn và thuyết trình trở nên chuyên nghiệp hơn. Cảm ứng trên màn hình tương tác IP 52 là cảm ứng đa điểm, hỗ trợ lên đến 33 điểm chạm. Điều này có nghĩa là nhiều người có thể cùng lúc viết vẽ tương tác trên màn hình này. Thậm chí là các phần mềm yêu cầu nhiều điểm chạm thì màn hình tương tác IP 52 hoàn toàn có thể đáp ứng được. Màn hình tương tác Visionix IP 52 có khả năng tự nhận diện thông minh. Nó có thể nhận diện đầu ngón tay hoặc là đầu bút có kích thước khác nhau, từ đó cho ra các nét vẽ khác nhau. Và bạn cũng có thể xóa các nét vẽ này bằng lòng bàn tay hoặc là dùng cục tẩy kháng khuẩn được cấp kèm trên màn hình để xóa. Ngoài tuyển chọn OBS tích hợp bên trong màn hình, chúng ta còn có thể kết nối với máy tính, điện thoại thông qua hai hình thức là có dây và không dây. Và đối với hình thức kết nối có dây, với các máy tính sử dụng cổng HDMI thì chúng ta sẽ sử dụng hai sợi dây cáp. Một là sợi dây HDMI để truyền hình ảnh và âm thanh, và sợi dây cáp USB hai đầu AB. Và đầu A thì chúng ta sẽ cắm vào máy tính, còn đầu B thì chúng ta sẽ cắm vào trong màn hình. Và sau khi kết nối thì chúng ta sẽ không cần cài đặt thêm driver gì cả, mà chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển máy tính thông qua cảm ứng trên màn hình tương tác IFB 52. Màn hình tương tác IFB 52 còn được trang bị một cổng USB Type-C ở mặt trước của màn hình. Và cổng USB Type-C này sẽ hỗ trợ chúng ta kết nối với laptop hoặc là điện thoại có hỗ trợ xuất hình ảnh qua Type-C. Và chỉ với một sợi cáp USB Type-C, chúng ta đã có thể truyền hình ảnh, âm thanh, tín hiệu cảm ứng, dữ liệu từ USB Smartboard, Internet và đặc biệt là còn có công nghệ sạc nhanh Power Delivery 60W. Như vậy thì thiết bị của bạn sẽ vẫn được sạc trong quá trình mà bạn thuyết trình. Và cái cổng USB trên màn hình tương tác IP52 có tính năng Smartboard, tức là khi bạn kết nối màn hình với laptop và bạn cắm USB vào trên màn hình thì máy tính cũng sẽ nhận được dữ liệu từ USB này. Ngoài kết nối có dây thì màn hình còn có thể kết nối không dây thông qua AirPlay, Chromecast và phần mềm VCast Sender của Visionix. Và đối với các thiết bị Apple như là iPhone, iPad hoặc là MacBook thì đầu tiên chúng ta cần phải đảm bảo rằng thiết bị và màn hình tương tác cùng một mạng. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần AirPlay trên thiết bị để tìm kiếm tên của màn hình, và màn hình của thiết bị sẽ được trình chiếu trên màn hình tương tác IP52. Và đối với máy tính Windows, chúng ta còn có thể sử dụng tính năng Cast của trình duyệt Google Chrome. Và để sử dụng tính năng này, chúng ta sẽ vào phần mềm VCast của Visionix và mục cài đặt và kiểm tra xem mục Chromecast đã được bật hay chưa. Nếu chưa thì chúng ta sẽ bật lên. Và ở máy tính Windows thì chúng ta sẽ vào Google Chrome. Ở mục phía trên bên phải chúng ta sẽ bấm vào dấu ba chấm và trong đó thì sẽ có mục Cast. Bấm vào mục Cast này chúng ta sẽ tìm thấy tên của màn hình, và ở đây chúng ta sẽ có tùy chọn là Cast mỗi cái tab này thôi hoặc là Cast toàn màn hình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cài thêm phần mềm VCast Sender để có thể cảm ứng và tương tác hai chiều. Màn hình tương tác IP52 có thể kết nối cùng lúc 6 thiết bị và lúc này thì màn hình sẽ chia ra làm 6. Hy vọng là sau video lần này các bạn đã có cho mình được những cách sử dụng màn hình tương tác IP52 một cách hiệu quả nhất trong thuyết trình cũng như là dạy học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.